Kỳ lạ, cô gái đi sinh con mà có tận 4 người đàn ông túc trực bên ngoài. Ai cũng nhận là bố đứa trẻ. Đáng nói họ đều là anh em đồng nghiệp thân thiết. Câu chuyện kỳ lạ này gây xúc động mạnh với cộng đồng mạng Trung Quốc. Theo đó, cô gái tên T đang mang thai những ngày cuối cùng. Tuy chưa đến ngày dự sinh nhưng đột ngột thấy đau bụng và trở dạ. Trong lúc cô vào bệnh viện chờ cô sinh con suốt 7 tiếng, 4 người đàn ông đều đứng túc trực bên ngoài, đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng ngó vào kiểm tra xem tình hình của T thế nào. Một trong 4 người còn ôm mặt bật khóc rất to ngay trước cửa phòng sinh. Khi em bé chào đời, y tá bước ra hỏi ai là bố của đứa trẻ, thì bất ngờ cả 4 người đàn ông này đều đồng thanh nhận họ là cha, khiến ai cũng sửng sốt. Điều kỳ lạ hơn là cả 4 người cha này không hề ghen tuông lẫn nhau mà đều một lòng lo lắng cho mẹ con sản phụ. Ban đầu người ta đều vô cùng ngạc nhiên trước tình huống này, mãi đến khi sự thật được hé lộ thì ai nấy mới vỡ lẽ. Hóa ra cha ruột của đứa trẻ là một người lính cứu hỏa. Anh đã hy sinh dũng cảm và xả thân cứu người trong một vụ hỏa hoạn, khi ấy cô T đang mang thai tháng thứ 6. 4 người đàn ông này vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè thân thiết, vô cùng thương xót cho hoàn cảnh của T. Vì vậy đã hứa rằng sẽ trở thành bố đỡ đầu của em bé. Chúc mừng cho hai mẹ con đã mẹ tròn con vuông. Dù cha ruột của em bé không ở bên cạnh, nhưng nếu biết được rằng hai mẹ con vẫn nhận được sự quan tâm của những người xung quanh, hẳn anh sẽ rất yên lòng. Cảm ơn sự hy sinh dũng cảm của anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, like kênh để tiếp tục cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày cùng chúng tôi.